Giờ nhổ chim anh em, trồng kỹ với bắn sớm giờ. Minh đi về còn hai anh em đây nhổ. Nhổ coi lại sắc thương của con chim. Đâu con chim trúng đâu à? À trúng ở dưới đây nè. Đạn chỗ lên tới trên đây nè. Đụng cổ viên đạn luôn mấy má ơi. Thì giữ thiệt. Đâu mỗi đạn ơi. Đây đây đây. Trời má ơi, viên đạn này luôn má ơi. Trời ơi. Ghê quá anh em ơi. À, phẫu thuật, phẫu thuật thành công nha. Chúng từ ở dưới đây. Tôi nhổ chim này nhổ lên tới trên đây. Chim này chúng đi đâu ta? Coi. Chim này đẹp quá anh em ạ. À. Đây là tự nhiên nhảy lên cây vậy ta. Trời đủ lông chim này khó nhổ vậy anh em à. Trời. Má con gì? Trời. Nó đâu có cái nhẹ như con hú đâu. À chuyện già. Nó khí ghê. À con ác là đúng rồi, ác là. Ác là hả? Ừ. Gặp mình thì đủ má ác lòm. Nó ác là gặp mình đúng là ác. Gặp mình chỉ con đường chết thôi. Tôi hú đây má à. Ừ. Trời ơi, má mình bắn hay gì trời cô nè. Cái gòn ấy, ngay đó sống gì nổi. Xiên lên luôn ba ơi. Xiên không? Không, vậy là viên đạn cho mày rồi. Ừ. Té má mà đâu có xiên full đâu. Má full đó, má mổ rồi đó. Xiên đâu. Yêu này thịt không ba. Đập lắm. Ngủ luôn nè. Nó ăn cái gì á, ăn sâu rồi. Chị mình lông rất là đẹp nha anh em. À, không ngờ đời có lông lông như vậy luôn. Dạ không. Đẹp phải. Mày nổi bật quá. Mình ở dưới, con điện bây giờ. Mày đẹp quá hả? Nhìn nó giống như chạy chạy ha. Ừ. Đã thiệt quá. Thấy nó bay mà đẹp. Há màu này màu mực đẹp ha. Ừ. Chim này chim trống quá. Ác là ha. Ừ. Bắt đầu bị chẽn luôn bây giờ. Há mình bắn ở chỗ đó mà sao sống nổi. Vô đó là sao sống. Cái gì vậy? Quái mặt vậy á. Quái lồn thiệt chơi. Má về tới cậu Nguyễn Cừ. Ỉa má cứ cũng lội ra ngoài vậy. Chăm con cu cọp quá trời. Má ghiền ráng dừng để bắn thường. Bắn con cu này nó chạy như vậy á. À, chúng ra đây nè. Tôi bắt đầu chúng ra đây nè. À, xin qua luôn hả? Con xin ngay đầu. Ủa, giờ sao về rồi? Về rước mẹ đi tắm hồ bơi. Trời ơi trời. Má trẻ trâu dữ trời. Mẹ già nó chứ không phải mẹ trẻ. Thì mẹ già đó. Tắm hồ bơi. Á còn á. Chút đen ở ngoài nước, ở ngoài lấy mấy cái tre giống như anh Phong vậy, bữa hổm than nhiều. Mày mát chết. Không có đồ nữa. Ngoài than nhiều. Vô đây mà sợ mấy chỗ này quá trời ơi. Gì? Than còn nhóc trơn kìa. Má chị mày thịt không à? Xả sừng mặn con hú ác là ác là ác là gì ai biết đâu kêu xả sừng không muốn quên xả sừng xả sừng là con kia mà xả sừng á còn sáng chúng ngay đây nè vậy mà nó bay hả ừ kỳ vậy chúng ngay đây nè ngay đây á em nghĩ chắc là nó ăn xéo vậy nè ăn xéo về phao câu phải ăn xéo lên là lụm rồi